Đang rửa cái gì đấy? Ngọc Dương dê. À, cái này để ngâm rượu hoặc Ngâm rượu kiểm thuốc bắc hoặc nhé hả? rượu nấu thuốc bắc này. Ủa, cái bộ này to thế. Bộ này 7 lạng này. To này. To Đấy, nhỉ? to này. Heo ăn to thế. Đi tơ đấy. Nước ống ở đâu? Ống ở đây này. Đấy, Này ống. cái món ông ăn bà khen đấy hả? Đây, ông ăn bà khen này. Này ngâm Này rượu chứ, gì nhỉ? to này. Bây giờ cho lên cân này này. Con thử xem mới lạ. Đây. Đấy. Mấy lạng? Ủa, cái này 6 lạng luôn à? To thế nhỉ? Cái này 6 lạng thử. 6 lạng hơi yếu tí. À, to đấy. Ngâm rượu ngon nhỉ? Ngâm rượu đấy. Này, tiền của bác cũng ngon. Đầu. Đấy, bộ to. Cái này nếu mình ngâm rượu mình rửa sạch xong rồi mình ngâm rượu rửa sạch bác nữa à? Rửa sạch bằng rượu xong rồi bắt đầu này bộ này cân thử xem bộ này bao nhiêu nè, bộ có ba to con một không? Quả có cật thế nè. Bộ này có gần gần nửa ký, bộ này bé bộ kia. Đây. Hai bộ khác nhau nhỉ? Hai bộ rồi. Đó, bộ bên tay trái 6 lạng, bộ này có 4 lạng rưỡi. Ngâm rượu ngon lắm nhỉ? Rượu. Cái bộ sao cùng bao nhiêu nè? Cái năm bộ sao nè? Bộ này cũng thế thôi. Bộ trong bé. 3 lạng. Bộ này. Đấy, bộ này ngâm rượu ngon lắm này. Bộ này to nhất này. Này, 3 bộ to chưa? Cân thử 3 bộ xem bao nhiêu nhá. Đây, bao nhiêu đấy? Tí mấy? Cái tư luôn này. Bộ 6 lạng. Còn hai bộ kia. Đang chặt sườn làm gì cho bán cho khách à? Này bao nhiêu sườn này bao nhiêu nặng đấy? Nửa cân này, chỗ này nửa cân này. Nửa cân à? Đấy. Ô, cái sườn này nó có da, da bụng à, ngon đấy. Là cái sao ngon không? Ừ. Ủa, cái này nướng ngon lắm nhỉ? Nướng mọi. Sườn dê cỏ này bé này thôi. Ồ, khách mua cả súng đạn nữa à? Súng đạn đây này. Cái này về chắc phải nấu à? Súng đạn với sườn là về nướng, còn súng đạn là về nấu lẩu à? Này. Đuôi chim cật này, tai nữa này. À, lấy hai cái tai nữa rồi. Hai cái tai về để chắc lấu lẩu luôn. Lấu lẩu. Hai cái tai. Đấy, hai cái luôn. Đấy. Đấy, sườn đấy. Đấy, đại gia Sài Gòn này đi ô tô này, đấy. Đi Sài Gòn đi mua mua cho bố vợ ăn đấy. Đầu tư cho bố vợ. Bố vợ mới gả con gái cho đấy. Sắp cưới rồi. Đấy, ông khách này ra đây. Đấy, ông mua nè. Ông đến từ Sài Gòn qua ông ấy mở ăn. Đó. Rồi, ngon thế nhỉ. Có lấy thuốc bắc hay lấy gì không? Không, cho ông bị ứng đảo, anh bắt ứng đảo ăn đấy. Ăn thì lấy nhá. Đây nửa cân này. À, nửa cân à? Đấy, thì nửa cân cho đủ cân. Đấy, bộ súng đạn nhá. Này, cái ngon này, hai nến ở bên kia. Để lấy cái kia. Các đạn nữa, kiểu hình luôn. Ừ. Cắt cái chỗ da cho ông ấy. Da rồi, da. Thích ăn chỗ nào cắt cho ông ấy. Kiểu hết cỡ rồi. Kiểu hết cỡ lại da. Con dê ông lấy hết rồi. À, có cả súng đạn nữa hả? Súng đạn tay đầu ông lấy hết rồi. À, hai cái tay nữa à, đuôi nữa à? Đấy. Rồi, xong. Đây mua về tặng cho bố vợ ăn này, đấy. Bố vợ mới cả con gái rồi đấy. Này, mua vợ cho một bao đất rồi ông ấy mua cái này. Đấy, ngày nào cũng mua cho đi tới trước. Bộ súng đạn cái đuôi, hai cái tay. Bộ súng đạn này, đây một cái tay này. Bộ đông cái tay nữa đây. Nó bảo cái này nếu mà quên mật khẩu là có gì à? Đây một cái tay, hai cái tay này. Đấy, hai cái tay. Hai cái tay mới bổ cái súng đạn này. Một cái đuôi này. Đấy, một cái đuôi này, đấy. Hai cái tay. Không, năm sinh dễ nhất. Đấy, tim cật này. Đấy, tim cật. Cái máy kia máy gì? Nó bổ à? Đó, 22 giả sườn nữa. Đấy. 2 giả sườn cho bố bổ nướng. Đấy, sườn nữa này. Đấy. Xe 15. Bổ súng đạn. Bỏ ra về chỗ riêng. Đấy, súng tỏ. Tỏ thế. Hai cái tay này. Đuôi. Đuôi. Tim cật. Tay. Tim cật.
khách mua về rồi xong rồi đấy. Rồi xong hết rồi. Thank you.